Xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay, mình sẽ giải đáp cho các bạn câu hỏi không có giấy đánh giá của nghiệp đoàn thì các bạn có thể đi nhận theo diện visa Tokukei được hay không? Và trường hợp nếu như các bạn không có giấy đánh giá của nghiệp đoàn thì các bạn sẽ không thể đăng ký visa đặc định được các bạn nhé. Bởi vì trong một bộ hồ sơ tham gia chương trình kỹ năng đặc định của một thực tập sinh thì một trong những loại giấy tờ không thể thiếu đó chính là giấy đánh giá của nghiệp đoàn. Bởi vì loại giấy này thì sẽ đánh giá được quá trình các bạn làm việc, học tập tại Nhật Bản. Chính vì vậy, nếu như các bạn không có phiếu đánh giá này thì các bạn sẽ không quay trở lại đất nước Nhật làm việc theo diện này được. Ngoài ra thì để tham gia chương trình kỹ năng đặc định Nhật Bản thì các bạn còn phải đáp ứng một số các điều kiện sau đấy. Đó chính là độ tuổi trên 18 tuổi và chúng ta có thể không yêu cầu bằng cấp hay là trình độ chuyên môn. Ngoài ra thì không chấp nhận một số các thực tập sinh hay là người lao động có những lý do sau. Đó là lao động ở lại Nhật quá 5 năm với tư cách visa lao động, hoặc là những bạn đang ở nước Nhật với tư cách lưu trú tị nạn, hay là những lao động bị cấm nhập cảnh ở Nhật Bản có tiền án tiền sự, thực tập sinh, du học sinh nợ cước điện thoại, nhà ở, hay là các bạn thuộc loại visa hoạt động đặc định. Và những người đang ở đất nước Nhật Bản theo tư cách lưu trú dưới đây, đó chính là thực tập sinh kỹ năng, hay là những người tham gia các hoạt động đặc định phổ biến ẩm thực Nhật ra nước ngoài và đào tạo nhân lực, hoặc là những người đang hoạt động đặc biệt, đó chính là phổ biến ẩm thực truyền thống và các hoạt động liên quan. Hoạt động đặc biệt như là thúc đẩy và tiếp nhận nhân viên nước ngoài, anh chế tạo, hay là các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp dành cho những người nước ngoài. Vậy là trong video hôm nay thì mình đã giải đáp cho các bạn một câu hỏi, đó chính là nếu như không có giấy đánh giá của nghiệp đoàn thì chúng ta có thể đi theo diện visa Tokukei hay không? Và câu trả lời là không các bạn nhé. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay của mình. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.